Dạ em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Và chứng hình của cô chú anh chị và bạn ngay vị trí này, bên tay trái đó là cây dầu đôi, một trong những cây di sản của tỉnh Khánh Hòa ngày nay. Bên cạnh cây dầu đôi đó là cái miếu bình tây đại tướng Trịnh Phong. Và chứng hình quý vị đó là ngã ba thành, ngày nay thì nó thuộc ngã tư rồi. Ngay vị trí ngã tư này, rẽ bên tay phải thì sẽ là đi hướng ra Hà Nội, rẽ bên tay trái là hướng đi vào thành phố Hồ Chí Minh, và đi thẳng thì sẽ đi vào trung tâm của Diên Khánh, huyện Diên Khánh của tỉnh Khánh Hòa ngày nay quý vị. Chỗ này gọi là cái tiếng tránh của Diên Khánh này. Từ vị trí này đi thành phố Hồ Chí Minh thì 428 km nữa. Và bây giờ mời cô chú chị bạn rẽ qua bên tay trái là cái hướng đi thành phố Hồ Chí Minh, đi vào Nam trên con đường quốc lộ, con đường cải lộ tiến mới. Còn đây là chạy phía dưới của cái chân cầu vượt. Trên cầu vượt này thì chỉ dành cho xe lớn thôi vậy, trên cầu vượt không có cho xe máy đi, xe máy chỉ chạy phía dưới cầu vượt thôi. Lúc trước chưa có con đường này á, thì ngay vị trí ngã ba thành hồi nãy là nó chỉ là ngã ba thôi, đi lên hướng vô trong Diên Khánh để mà hướng đi vào Nam. Còn ngày nay thì đó là ngã tư, thì cái khu vực này là trở thành một cái tuyến tránh, không có đi vào trung tâm của thị trấn Diên Khánh. Nhà vị trí này là cái cầu gọi là cái cầu sông cạn rồi. Cầu này cũng hai bên là cái bờ kè, con đường bờ kè cũng rất đẹp, cũng đang được thi công và xây dựng. Đoạn này gọi là tiến tránh con đường quốc lộ, tiến tránh con đường quốc lộ 1A, thuộc địa phận của xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh của tỉnh Khánh Hòa ngày nay quý vị. Ở ngay vị trí này là con đường Nguyễn Trãi giao với con đường quốc lộ 1A nè. Đường Nguyễn Trãi đoạn này bên tay phải đó là con đường mới, nó sẽ nối dài đi vào bên trong của Diên Khánh, chạy tới ngay vị trí của đường Nguyễn Trãi giao với Lý Tự Trọng, ngay cổng thành phía tây của Diên Khánh ấy. Và ngay vị trí của cái cầu Hà Dừa là hết con đường Nguyễn Trãi. Con đường này là con đường quốc lộ cho nên là xe chạy rất là nhiều, và đa số là xe lớn ấy, xe tải, xe container, xe khách. Này là gọi là thuộc vào thôn Trung Nam của xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh. Ở đây là các cái công cái tiệm chuyên sửa xe, gara ô tô rất là nhiều rồi. Xi măng Phúc Sơn nữa đó. Có một cái xưởng, rồi có một hãng Petrolimet cây xăng, cửa hàng số 34. Bên cạnh đó thì có các cái quán cơm, phở, cơm phần. Đây chỗ này có cà phê Khánh Nguyên, cà phê sân vườn thoáng mát. Cơm trưa An Nhiên. Chứng hình quý vị đó là con đường quốc lộ 1A giao với đường đại lộ Võ Nguyên Giáp.
đây vị trí giao nhau này quý vị, rẽ bên tay phải thì hướng đi lên Duy Khánh, rẽ bên tay trái là đi về lại trung tâm của thành phố Nha Trang trên con đường đại lộ Quảng Nguyên Giáp. Đường đại lộ Quảng Nguyên Giáp là một trong những con đường rất là đẹp và rộng nhất của tỉnh Khánh Hòa quý vị. Hiện tại thì con đường cũng đang được trồng cây xanh ở chính giữa vùng hoa. Và con đường Võ Nguyên Giáp thì ngày nay nó rất là thuận tiện và nó được mệnh danh là con đường kết nối giữa thành phố hoa và thành phố biển. Đó là con đường ngày nay có thể từ ở dưới trung tâm các đoàn tour du lịch, xe du lịch muốn đi du lịch Đà Lạt thì có thể đi ở dưới trung tâm thành phố, đi thẳng trên con đường đại lộ Võ Nguyên Giáp thôi. Và nối dài sẽ là con đường quốc lộ 27C, con đường đi thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng. Bởi vậy nó được mệnh danh là con đường kết nối giữa thành phố biển và thành phố hoa. Và chụp hình quý vị, đó là cây cầu lục. Quý vị thấy xe ben, xe tải rồi chạy rất là nhiều trên con đường này. Dọc đoạn này của cây cầu lục hai bên là những cánh đồng ruộng mênh mông này. Ở Nha Trang thì thường mùa này không có xả ruộng, mùa này là mùa bắt đầu mùa lũ lụt rồi. Thường thì qua 23 tháng 10 thì bắt đầu là hết lũ lụt thì mới xả ruộng đó mày. 23 tháng 10 là 23 tháng 10 âm đó mày, chứ không phải dương. Cây cầu Cống Ba, anh đi qua đây là thuộc địa phận của Suối Hiệp, huyện Diên Khánh đó, trên con đường quốc lộ 1A thuộc địa phận của xã Suối Hiệp rồi. Và vị trí này đi Phan Thiết 237 cây nữa. Phan Thiết là thành phố cũng rất đẹp của tỉnh Bình Thuận, nó cũng là thành phố biển vậy. Ngay vị trí này là cái điểm giao nhau giữa con đường quốc lộ cũ và con đường quốc lộ mới nè, tiến cánh mới. Để bên tay phải thì quý vị đi về lại Diên Khánh, trung tâm của thị trấn. Đi tiếp hướng này thì sẽ là hướng đi tiếp trên con đường quốc lộ, hướng đi vào Nam. Ngay vị trí này là cây cầu Ông Xuân quý vị. Đây là thuộc thôn Cư Thạnh của xã Suối Hiệp, nằm trên con đường quốc lộ 1A. Ở chỗ này có một cây xăng dầu Khánh Hòa.
này có cái tiệm gà quay, vịt quay thơm quá. Tổng kho quán ép Cốc Pha. Ở dọc đây là các quán cơm trưa này. Cơm rồi bún bò, bún giò vậy. Khu văn hóa, dân cư văn hóa Cư Thạnh. Đoạn này là gần bưu điện của xã Suối Hiệp. Tây bia San Miguel của Việt Nam. Bên tay phải vậy là công ty bia, cũng như là công ty chế biến nông sản rồi Casanco đó. Rồi bên cạnh đó là Yến Xào Sanet của Khánh Hòa nữa nè. Rồi dọc đây là những cái công ty xí nghiệp. Có một cái nhà máy sản xuất nước ngọt Libo Vital nữa nè, bên tay phải vậy. Chỗ này là một xưởng sản xuất nữa nè. Công ty bao bì TK 3 tháng 2. Công ty cổ phần bao bì rất là lớn luôn. Dọc đầu này là các cái công ty, các cái xưởng sản xuất. Ở đây có đồ gỗ nữa nè. Đồ gỗ Thọ Hò. Đồ gỗ. Rồi nhà máy chế biến nguyên liệu yến xào nằm vị trí này nữa. Ngay chỗ này là công ty Việt Sugar, công ty cổ phần đường Việt Nam nữa nè. Rất là nhiều cái công ty xưởng sản xuất nằm dọc đoạn này của quốc lộ 1 thuộc xã Suối Hiệp. Ủy ban của xã Suối Hiệp. Kim chi và phê trà sữa. Nhà màu hồng đẹp quá. Chỗ này là ngôi trường trung học cơ sở Ngô Quyền của xã Suối Hiệp. Suối Hiệp cũng rộng ghê quý vị, rất là dài từ nãy giờ luôn á. Đi dọc chạy dọc trên con đường quốc lộ 1. Chỗ
này bên kia có một cây xăng cũng khá là lớn, cây xăng dầu Minh Lý, cũng thuộc địa phận của xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh. Đoạn này nó thuộc thôn Vĩnh Cát, xã Suối Hiệp. Ở dọc này có các kho hàng rất là lớn luôn rồi. Bắp sạch Mekong, bắp sạch trồng cây từ Phong Trùng Quế đó. Nhà ở đây thì em thấy dân cư cũng có một số căn nhà mới xây, bên cạnh đó thì cũng có những căn nhà cổ hồi xưa, những căn nhà thiết kế kiểu hồi xưa giờ. Xã Suối Hiệp khá là dài đi, nãy giờ luôn chưa hết quý vị. Đây là cái thôn gọi là cái thôn Hội Xương, thôn Hội Xương của xã Suối Hiệp quý vị. Đây là cái trường tiểu học Suối Hiệp ở cơ sở 2 nè. Qua đoạn này thì nó thuộc thôn Hội Xương. Bên cạnh của thôn Vĩnh Cát. Con đường này là những chiếc xe container tải rồi chạy rất là nhiều. Đường quốc lộ. Hai bên đường là người dân có trồng chuối, trồng dừa, rồi trồng xoài. Đúng hình quý vị, đó là cây cầu này, là cây cầu Suối Đá. Công nhân cầu đường họ đang dọn dẹp. Đoạn này có một cái nghĩa trang rất là lớn luôn. Wow, cái nghĩa trang là lớn. Dạ, qua đây thì qua khỏi cái cầu Suối Đá là vẫn là thuộc địa phận của xã Suối Hiệp quý vị. Nhưng mà qua đây nó thuộc thôn gọi là thôn Khánh Thành, xã Suối Hiệp, và nó thuộc huyện Cam Lâm. Dạ. Hồi nãy bên kia là xã Suối Hiệp, là nó thuộc huyện Diên Khánh. Còn qua đây thì nó thuộc huyện Cam Lâm rồi. Ở đây là thôn Khánh Thành nữa này.
công viên Nghĩa Trang Thiên Đức, rẽ bên tay trái. Bên chỗ này có một cây xăng dầu Suối Cát này, 155. Biên Hòa Đồng Nai là khoảng 399 cây số nữa vậy, là còn 400 cây, gần 400 cây số nữa từ ngay vị trí này. Thì trước quý vị đó là một cái ngã ba, rẽ bên tay phải thì sẽ là đi vào Suối Cát, đi thẳng tiếp thì sẽ đi vào thành phố Hồ Chí Minh. Đây có các quán cà phê, các tạm dừng chân, cà phê giỏng, ngồi, nằm. Có thể những ai đi đường xa thì có thể ghé vào nằm nghỉ ngơi, uống nước. Và cái cầu em vừa mới đi ngang qua gọi là cái cầu Suối Cát đó vậy. Từ ngoài quốc lộ đi vào, và khu vực này là thuộc Tân Sương. Chào, đoạn này có vẻ buôn bán nhộn nhịp vậy. Đây là thuộc Tân Sương 1 của xã Suối Cát, thuộc huyện Cam Lâm. Khu vực này buôn bán rồi thấy có vẻ nhộn nhịp, một trung tâm của thôn Tân Sương, xã Suối Cát. Qua đây thì Tân Sương 2 rồi, thôn Tân Sương 2 rồi. Có các quán cà phê, em tươi. Con đường này cũng khá rộng rãi và cũng vừa mới, con đường này cũng vừa mới làm xong vậy, sao thấy cũng còn mới lắm, đường mới sạch đẹp. Tâm điện máy xanh rồi thế giới di động rồi, nằm ở khu vực này. Khu vực này là khu vực trung tâm của xã Suối Cát này, ở thuộc huyện Cam Lâm. Ở đây bách hoa xanh nữa nè, điện máy xanh, bách hoa xanh, thế giới di động nằm đây hết. Hai bên là các cửa hàng kinh doanh buôn bán khá là nhộn nhịp. Đây bán đồ nội thất, đồ gỗ, đồ bàn ghế, đồ điện, quạt. Đây chỗ này là đi Hòn Bà là 37 cây bên tay trái quý vị, và đi vào nhà xưa của ông Hai Thái là 3 cây số nữa. Muốn đi vào Hòn Bà thì có thể đi rẽ bên tay trái. Đi khu du lịch Suối Tiên là lưu thông tiếp trên hướng này rồi.
này là con chợ, chợ Tân Sương của Suối Cát, Cam Lâm. Con đường này là con đường gọi là đường hương lộ 39 này. Cô chú chị bạn lưu thông tiếp trên con đường hương lộ 39 theo hướng này thì có thể đi ra giao lại với con đường quốc lộ 27C, con đường mà đi Đà Lạt á. Dạ. Và có thể hướng đi theo hướng này thì có thể lên khu vực của các xã như là Diên Hòa, rồi Diên Lâm của huyện Diên Khánh. Dạ. Là nếu như đi trên con đường hương lộ 39 này. Con đường này khá là đẹp và rộng rãi, con đường mới. Có mấy căn nhà đẹp quá rồi, rất rộng. Đây người ta xây những cái chậu hoa này để bán này, những cái chậu rất là lớn luôn. Mấy chậu này chắc mắc tiền. Hai bên là những cái cánh đồng ruộng mênh mông. Dạ, khu vực này là thuộc xã Suối Cát của huyện Cam Lâm, hướng nằm trên con đường quốc lộ hương lộ 39, hướng đi Diên Khánh vậy. Rồi thôi, em xin tạm dừng video tại đây. Em chân thành cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem video. Cô chú anh chị các bạn xem video vui lòng nhấn like, đăng ký cũng như chia sẻ để ủng hộ kênh của em ngày càng phát triển hơn nhé. Rồi em xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.